Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi đến tập tiếp theo của bộ chuyện ma sáng tác tôi có tên gọi là Quỷ Cốt. Thì ở tập trước, sau khi mà Vinh, một cái người mà hàng xóm hay kêu là thằng Câm, Vinh có một cái khả năng là dòm được hồn ma, và hơn thiên một xíu là anh có thể trò chuyện được với hồn ma. Thì cái việc mà anh được trò chuyện với hồn ma hay là thấy ma, chỉ có Thiên Thành và ông Mười Đắc là rành thôi, còn bà con lối xóm là chưa biết được cái việc đó. Và sau khi mà Vinh mỗi đêm đều đi đến chỗ mộ của bà Năm Hên, xem xét coi mọi chuyện có giống như là mọi người hàng xóm người ta đồn đại hay không, thì vô tình lại có một cái bóng hình, một cái hồn ma xuất hiện chặn đường của Vinh khi mà Vinh trở về nhà đó, và chỉ hướng tay đi là kêu là cứu cứu. Sau đó Vinh mới đi theo cái hướng chỉ tay đó, hướng chỉ tay đó nhắm về phía gần nhà của bà Ba Hồng. Thì trước đó bà Ba Hồng đã gặp cái việc tâm linh mà bà cho rằng bóng hình đó là mặn vợ của anh trà hàng xóm, nhưng thật ra đó là một cái hồn ma. Bà ta thì không biết và cứ thể hiện cái tính chanh chua, cái tính ngang tàn của mình, và sỉ vả cũng như là nói những cái lời xúc phạm vợ chồng của anh trà. Thì sau khi mà anh trà bỏ về nhà rồi, chúng ta tiếp tục với câu chuyện nha các bạn. Thì bà Ba Hồng, bà đi vào trong nhà và bà chuẩn bị cơm nước. Sau khi mà bà chuẩn bị xong thì thay vì đợi tới 2 giờ bà đi như thường ngày thì không, bữa nay bà phải đi sớm, bởi vì đã nghe trà nói là chú Ba và hai người con của bà Ba Hồng đã vô một mẻ cá khá là nhiều, cần phải đem cơm vào sớm để làm rồi đi đem ra chợ sớm buôn bán cho nó có tiền. Thì bà Ba Hồng mới tay xách nách mang đem những cái đồ ăn cơm này nọ đi. Thì thường ngày nếu mà đi con đường bình thường mà mọi bà con đều đi thì nó đi hơi xa. Bà Ba Hồng thì bà gan dạ, cho nên bà đi bà hay lựa chọn một cái điểm là nó có giống như một con đường tắt. Thì cái chọn đường này thì ít có ai qua lại lắm, nhưng mà có cái là bà đi riết rồi nó thành lối mòn rồi. Và thường ngày bà cũng đi bằng con đường này, có điều giờ nó rất là âm u. Nhưng mà lạ một điều là sao hôm nay bà Ba Hồng bà bắt đầu đi vào con đường đó thì bà lại có một cái cảm giác rợn rợn. Nhưng trong tâm trí của bà Ba Hồng lúc này, bà nghĩ đến việc chồng của mình, con của mình đang trúng cá và mình sắp có một cái nguồn thu nhập khá là cao. Với lại bà Ba Hồng là như Bảo đã giới thiệu, bà rất là gan dạ, cho nên là bà đi vào và bà không sợ nữa. Bà đi được nửa cái đoạn đường như vậy thì bà mới dừng lại, bởi vì có một cây tre rất là lớn đổ ngang đường. Bà Ba Hồng bà sừng lại và bà nói á, cây đổ ngã như vậy mà không ai dọn dẹp hết, bộ nhà tôi gần là nhà tôi phải dọn dẹp hay sao? Bà nói theo kiểu trách cứ người ta, chứ cái con đường này nào giờ có bà đi không, chứ ai mà đi mà người ta dọn dẹp đó. Thì bà mới ý định là đi gần lại để mà bước qua cây tre. Nhưng mà khi mà bà đi đến gần thì một cái bàn tay ở phía sau chụp lấy bà và giật ngược bà lại trở lại. Bà mới giật mình, bà giật mình, nhưng mà bà cũng do là bà gan dạ nên chưa có đến độ là phải là buông rơi đồ ăn này nọ xuống. Thì bà quay mặt lại bà dòm, thì do bà có cái đèn rồi các bạn, thì bà quay lại bà dòm, bà thấy người đứng sau lưng mình đó chính là cậu Vinh, tức là trong đầu của bà là thằng Câm á. Trời đất ơi, thằng Câm, mày làm gì mày gạch tay tao vậy? Buông tay nó ra coi, đánh mày chết bây giờ. Thì miệng thì nói, còn tay bà thì liên tục đánh vào người của Vinh. Nhưng Vinh không hề buông bà ra và đang cố gắng gịch bà ngược trở lại. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì trong mắt bà Ba Hồng, bà chỉ thấy một cái nhánh tre thôi. Một cái cây tre nó đổ ngang đường, chứ hoàn toàn bà không thấy thêm cái điều gì nữa. Nhưng riêng ánh mắt của Vinh á, thì ngoài cây tre đó, Vinh thấy rõ ràng một bóng hình đang không đầu nha các bạn. Và cái bóng hình đó ngồi lên trên cây tre, ngồi lơ lửng trên cây tre, và cái đầu kế bên, và ánh mắt của nó đang nhìn lơm 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 vào người của bà Ba Hồng. Bởi vậy dù là bị đánh nhưng mà Vinh vẫn cố gắng giữ bà Ba Hồng lại, bởi vì Vinh biết chắc chắn nếu mà bà Hồng bước lại cái chỗ cái nhánh tre đó, bà Ba Hồng sẽ chết.
Còn bà Bá Hồng thì do cái bản tính ngang ngược và có thể nói trong xóm này những cái lời độc địa, những cái lời mà sỉ vả nhiều nhất đối với Vinh á, chính là bà Bá Hồng. Và trong bản tâm bà ta, Vinh là một cái con người không đáng để sống ở trong cái xóm làng này. Bởi vậy bà lại liên tục chửi mắng và dùng hết sức xô Vinh ra. Thì Vinh té ngã, bà Hồng mới đi cầm cái đèn. Trước khi bà buông ra cái lời sỉ vả, bà chửi xong rồi bà quay mặt bà đi tới một cái chỗ cây tre đó. Thì mắt thấy bà Hồng đi gần đến chỗ cái bóng hình không đầu đó rồi, thì Vinh bắt cởi. Vinh nhào tới và gịch mạnh bà Hồng trở về phía sau. Gịch ngược do là cái sức của Vinh quá lớn, gịch quá mạnh làm cho bà Hồng bật ngược cho phía sau và té. Mà không may á, thì cái đầu của bà đụng vào trong một cái cây khiến cho bà ngất xỉu. Nhưng Vinh thì hoàn toàn không dòm bà Hồng, mà ánh mắt anh đang lăm lăm dòm vào cái bóng hình không đầu đó. Cái khuôn mặt không đầu đó, cái đầu mà không có gắn liền với cái thân hình đó, đang tỏ vẻ rất là giận dữ nhìn vào bà Hồng và sau đó dòm đến phía của Vinh. Nhưng không hiểu sao bóng hình đó lập sau khi mà nó dòm đi rồi đã biến mất. Thì lúc này Vinh quay ngược trở lại, thấy bà Hồng đã ngất xỉu, bước tới và xem xét vết thương của bà Hồng là chỉ kiểu bà bị va chạm rồi bà bị ngất xỉu thôi, chứ hoàn toàn không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Thì lúc đó Vinh mới cõng bà Hồng trở về nhà, nhưng nhà của bà Hồng luôn. Nhưng mà nhà bà Hồng thì lúc này là không có ai rồi, tại vì gia đình của bà thì chưa có về. Thì Vinh mới chạy ngang để mà nói với lại vợ chồng của anh Trà. Nhưng mà theo cái kiểu là anh tới thời điểm này rồi, anh vẫn giữ cái thói quen thường ngày, anh không có nói chuyện theo kiểu là bà Hồng á, bà bị xỉu vậy. Không, anh không có nói. Mà anh chỉ qua và anh dẫn gia đình đó qua, gia đình của anh Trà qua để mà chăm sóc cho bà Hồng. Tiếp theo đó là anh tiếp tục đi ra gần nhà của Thiên và nhờ người kêu Thiên ra. Sau đó là gia hiệu cũng nói vài câu để cho Thiên nó biết là bà Hồng đang bị xỉu, và nhờ Thiên, nhờ nhiều người qua bên đó để mà chăm sóc cho bà Hồng. Còn Thiên thì hỏi lý do làm sao mà biết được là bà Hồng bà bị xỉu như vậy, thì Vinh hoàn toàn không nói các bạn. Vinh lần đặt đi ngay lúc đó luôn, bởi vì Vinh gấp gáp đi đâu các bạn biết không? Vinh đi ra mộ của bác Năm Hên. Thì Thiên tuy là không biết rõ mọi chuyện, nhưng mà bạn mình đã nói rằng là bà Hồng bên đó gặp cái chuyện không may và có ý yêu cầu Thiên qua bên đó. Thì Thiên rất là tin tưởng bạn, cho nên là mặc dù là chưa biết rõ chuyện gì, Thiên vẫn đi qua bên đó. Thì đến sáng ngày hôm sau, bà Hồng á, bà tỉnh dậy, nhưng mà lúc này trong nhà đã có rất là đông người rồi. Lúc đó thì chỉ khoảng chừng 4 giờ mấy sáng, và có cả chú Sửu là chồng của bà Hồng, chú Ba Sửu, và hai đứa con của bà Hồng là hai Thăng và bà Mẹo. Có cả vợ chồng anh Trà, có cả chú Tư Mộc và thím Ba Lành, thì mọi người đều có mặt ở đây. Đến khi mà bà Hồng bà tỉnh dậy đó, thì cái lời nói đầu tiên á, thì bà la lên, bà nói là thằng mắc dạy, thằng không cha không mẹ, thằng Câm đâu rồi, nó xô tôi té bể đầu đó. Thì cái giọng điệu của bà khi mà mới vừa tỉnh dậy thì bà đã la toáng lên như vậy rồi. Hai Thăng và ba Mẹo là hai đứa con có thể nói là thừa hưởng cái bản tính của mẹ mình. Ba Mẹo thì còn đỡ hơn một xíu nha, nhưng còn hai Thăng là giống như y chang bà Hồng luôn. Thì nghe được cái điều đó, hai Thăng mới nói lớn lên: cái gì, thằng Câm nó xô mẹ hả? Mẹo, mày đi với tao, đi qua bên đó đánh bể đầu thằng đó. Tôi đi với anh, đi liền. Thì hai anh em tỏ rõ cái bản tính ngang ngược và hung hăng của mình, bước ra bên ngoài. Thì lúc đó đó chú Ba Sửu kêu con mình lại thì nó vẫn đi. May mắn là nhờ có anh Trà, anh đứng gần đó thì anh mới giữ lại. Bởi vì hai Thăng và ba Mẹo lúc này là mỗi đứa nó đi vào sau bếp, nó lấy một cái cây rất là lớn, nó cầm theo trên tay và ý định là đi qua để mà đánh Vinh. Thì lúc đó anh Trà anh mới ngăn lại, anh nói thôi đi hai đứa, cái gì cũng có bà con lối xóm, mình không nên vậy đâu. Và chú Ba Sửu cũng nói: tụi bay làm cái gì vậy,
Chuyện nó chưa rõ ràng, chưa biết là ai đúng ai sai, nhưng mà bây giờ có hàng xóm rồi, từ từ mình phân bài ra, nếu mà đúng sai gì cũng có hàng xóm phân xử. Bây làm gì mà bây sòng sổ bây làm dữ vậy? Thì bà Ba Hồng lúc này giống như là bà đang, đó giờ chưa ai dám làm bà như vậy. Bởi vậy là bà đứng dậy bà la. Bà nói: thằng cha, mày làm gì bên vực nó, chuyện của nhà tao liên quan gì tới mày? Còn ông nữa, tôi bị xô bị bể đầu như vậy, ông không binh tôi mà ông còn nói giúp cho ai nữa hả? Khi bà nói như vậy đó thì chú Ba vốn biết rõ cái bản tính của vợ và con mình, cho nên là chú Ba Sửu mới dùng lời lẽ để mà khuyên. Nhưng mà hình như cái lời khuyên của chú và thậm chí kể cả chú Tư Mộc và thím Ba Lành, thì nhờ có hai người đó cho nên là bà Ba Hồng á, bà rất là tức, nhưng mà cái kiểu là giống như là phần nào cũng nể nang hai người đó, cho nên mới nói á, thằng Câm là nó đó, nó xô tôi, nó muốn hại chết tôi đó, anh chị thấy vậy coi được không, hàng xóm mà nó làm vậy đó. Thì lúc này hai thằng và ba mẹo đều chửi thời: mẹ nó xô mẹ tao hả, tao đánh cho mày bể đầu. Thì lần nữa hai người lại xốc xỉm mà muốn đi ra bên ngoài. Lúc đó Trà mới nhảy ra và can ngăn lại: hai đứa à, bình tĩnh lại đi mấy đứa, chuyện đâu còn có đó, mình làm như vậy thì nó chưa không có nên đâu hai đứa ơi. Những lời khuyên giải chân tình của những người hàng xóm tốt bụng thì không đánh động được cái tâm tư, cái sự ngang tàn của bà Ba Hồng. Cho nên lúc này thay vì cảm ơn người ta thì bà không cảm ơn, bà còn lên giọng bà chửi nữa. Đó, thì bà Ba Hồng lúc này bà la lên: thằng cha, mày cũng là cái thứ không cha không mẹ, mày binh vực cái thằng không cha không mẹ, thằng Câm đó, tụi bay là đồng lứa với nhau, binh vực nhau hả, muốn ăn hiếp mẹ con tao hả? Nói ra cái câu này á thì Trà cứ bằng đứng sững nó luôn các bạn, bởi vì thật sự Trà không cha không mẹ, hồi đó Trà cũng mồ côi các bạn. Và lúc đó đó thì hàng xóm người ta biết là bà Ba Hồng bà nói quá bậy rồi, nhưng mà chưa kịp can ráng gì thì Mặn, vợ của Trà, đang ngồi cưới bà Ba Hồng, là bởi vì tối hôm qua sau khi mà nghe nói cái việc đó đó, Mặn mới chạy qua và chăm sóc bà Ba Hồng từ đêm tối, từ lúc bà xỉu mà chăm sóc tới bây giờ luôn, không ngủ ngơi được cái gì cả. Vậy đó mà khi bà tỉnh dậy, bà chưa một lời cảm ơn mà đằng này còn chửi bới và nói đến cái nỗi đau của chồng mình. Thì cho nên là Mặn dù có hiền lương cỡ nào cũng quá không thể nào mà chịu nổi các bạn. Mặn mới bước xuống khỏi cái chỗ gần cái chỗ của bà đó, Mặn bước xuống. Mặn mới đi ra bên ngoài và nắm tay của chồng mình: thôi đi anh, anh có ý tốt để mà khuyên, để cho không xảy ra chuyện gì, nhưng mà họ không biết thì thôi, họ còn nói nặng nói nhẹ, nói anh như vậy nữa, thôi mình về anh ơi. Thì Mặn nói trong cái tâm tư là muốn rơi nước mắt các bạn. Và ngay cả lúc này anh Trà cũng muốn rơi nước mắt rồi, bởi vì anh mồ côi cha mẹ mà bây giờ lại bị người ta sỉ vả mình, nhắc tới cái nỗi đau của mình. Thì lúc đó chú Ba mới nói: trời đất ơi, bạn nói cái gì kỳ vậy? Trà, Trà ơi, con đừng có buồn chú nghe Trà. Trong gia đình này có thể nói chú Ba là một cái người thấu tình đạt lý, nhưng mà không may ông lại có một cái người vợ và hai đứa con, cái tính cách gì nó kỳ quá. Thì Trà lúc này ánh mắt rưng rưng á, mới dòm chú Ba và nói rằng á: chú Ba, con vẫn tôn trọng chú như một người cha, nhưng mà con nói thật lòng với chú, gia đình con cũng đâu có làm gì sai, mà sao chưa kịp nói dứt lời thì bà Ba Hồng lại quát tháo lên: mày nói vậy là sao? Ý mày nói á là tao không có gia gì đó hả? Mày coi trọng ổng mà không coi trọng tao hả? Hả cái thằng thôi trôi sông lạc chợ, cái thằng mồ côi. Một lần nữa lại xúc phạm vào cái điều đó, thì lúc này Trà không thể nào nhịn được, nhưng mà anh vẫn nghĩ tình của chú Ba, cố gắng dằn lòng lại. Sau đó quay mặt lại nói với lại thím Ba: thím Ba, nào tới bây giờ á, thím với tôi là hàng xóm,
tôi quý trọng chú ba bởi vì chú ba là cái người thấu tình đạt lý. Còn thím á, một tiếng thím cũng chửi, hai tiếng thím cũng chửi, trong khi tôi chưa làm cái gì sai cả. Nhưng mà thôi, thím nói đúng, tôi nghèo khó, đúng vậy, tôi rất là nghèo khó. Nhưng mà tôi biết cái đúng cái sai, cái điều gì nên nói và cái điều gì không nên nói. Tôi mồ côi nhưng không có nghĩa là mắc dạy. Cho nên á, dẫu là tôi nghèo, tôi mồ côi, nhưng tôi sống phải lẽ. Còn đầy đủ như là thím á, mà buông ra một tiếng chửi bới tôi, hai tiếng chửi bới tôi, không cần biết chuyện đúng hay sai, thì cái lý lẽ, cái đầy đủ của thím, cái thằng mồ côi này không có cần. Đó, thì lúc đó, lần đầu tiên người ta thấy chà, nói dõng dạc và nói lên rằng mình là một cái người mồ côi, một cái người nghèo, nhưng chưa bao giờ làm gì trái với lòng và trái với bản thân mình. Chà mới dòm bà ta nghiêm nét mặt và nói rằng: thím ba, thằng cha này nghèo có nghèo, mồ côi có mồ côi, nhưng danh dự của thằng cha này thì thím không có tư cách để mà phán xét. Thì nói xong khiến cho bà ta là tức giận, nhưng mà trước như đâu có trả lời được các bạn. Đâu có thể nào mà dùng lời lẽ mà phản bác lại được, bởi vì anh cha nói quá đúng. Thì lúc đó hai thằng lại tỏ ra ngang ngạnh vì muốn binh vực mẹ của mình. Ơi cái thằng cha, mày nói gì mẹ tao đó? Thì lúc này cha mới quay mặt lại và dòm hai anh em của hai thằng và bà mẹo: tụi bay im đi. Theo giai giới á, là tụi bay phải kêu tao bằng anh đó. Nhưng mà mày một tiếng cũng mày, hai tiếng cũng thằng. Tụi bay không có tư cách để nói chuyện với thằng mồ côi này đâu. Cái gì? Mày nói cái gì? Thì lúc đó hai thằng và ba mẹo mới định là làm dữ với lại anh trà. Chú ba mới tán bóp bóp vào mặt của hai đứa. Nhưng mà ông lại không dòm mặt hai đứa con của mình. Ông quay mặt lại, ông dòm trà: trà ơi, non nước này thì chú ba cũng không biết nói gì nữa. Chú ba xin lỗi mày nhiều lắm trà ơi. Vợ chồng mày đừng có buồn chú. Tao có lỗi với vợ chồng mày. Thì sau đó chú ba mới quay mặt lại và chỉ thẳng vào người vợ của mình: Bà tệ lắm. Bà làm như vậy bà hài lòng hay không? Người ta sai trái gì mà bà bắn nhiếc người ta? Bao nhiêu năm tháng rồi, biết bao nhiêu thời gian rồi, tôi đã cố gắng, tôi gìn giữ cho cái gia đình này. Tôi không muốn cho bà phải trở thành một cái người ngang ngược như vậy. Bà không hiểu tôi. Bà dạy ra bà coi đi, bà dạy ra hai đứa con như thế nào. Thì ông nói xong á, ông cũng quay mặt đi vào bên trong các bạn. Giống như thể là ông mệt rồi, ông bất lực với cái người vợ và hai đứa con của mình rồi. Vợ chồng của anh trà cũng không nhất thiết gì hết. Trước khi mà chú ba dời vào bên trong, anh trà nói: chú ba, thằng trà này á luôn luôn tôn trọng chú, nhưng mà hôm nay con nói với chú á, dù cho có chết tụi con cũng không bước chân đến căn nhà lần nữa đâu. Thì sau đó vợ chồng của anh trà cũng đi về. Bà Ba Hồng bị những cái lời lẽ và những cái lời lẽ của chú ba và những cái ánh mắt của chú Tư Mộc, thím Ba Lành và kể cả Thiên cũng đang đứng gần đó, thì bà ta không hề biết cái sai trái của mình. Và một lần nữa dở thối, chanh chua ngang ngược ra và xúi giục hai đứa con của mình là phải đi trả thù vì Vinh đã xô ngã bà. Thì lúc đó hai thằng và ba mẹo đã được chú Tư Mộc và thím Ba Lành can ngăn, nhưng mà hai người này lại đùng đẩy qua và nói rằng: mẹ nó, rốt cuộc mọi chuyện cũng tại thằng Vinh mà ra. Mẹo, tao với mày đi đập bể đầu nó. Ừ, tụi nhanh đi, đi nhanh lên. Thì lúc này á là chú Tư và thím Ba Lành là giống như là chưa không thể nào can được hai cái người này rồi. Thì một giọng nói trẻ trung cất ra nhưng không kém phần nghiêm nghị, người phát ra tiếng nói chính là Thiên: tụi bay cứ đi đi,
tao thách tụi bay đó. Thì nghe tiếng thiên nói ra, hai thằng và ba mẹo là sững người lại, và ngay cả bà Ba Hồng cũng bớt hùng hổ đi. Bởi vì từ trước đến bây giờ đó, bà Ba Hồng biết rằng á là thiên không ưa gì gia đình bà. Nhưng mà gia đình bà đối với thiên cũng có một cái sự kiêng kỵ. Có điều trong cái lúc này, trong cái thời điểm này thì bà ta đang vô cùng nổi điên, cho nên là bà không có còn nhớ đến những cái việc hàng ngày nữa. Thằng Thiên, mày là bạn của thằng Câm. Cha mày khi sống á cũng không có tốt đẹp gì, cho nên là bây giờ mày muốn binh nó hả? Binh nó đang hiếp mẹ con tao hả? Thiên mới lạnh, đưa ánh mắt lạnh băng dòm bà Ba Hồng và bước tới nói một câu: cha tôi á khi còn sống có tốt xấu gì thì một con người như bà không có tư cách để mà bình phẩm. Hai thằng và ba mẹo khi thấy mẹ mình bị xúc phạm thì hai người mới sụp sổ lại và ra thái độ là theo cái kiểu là hậm hực và ngang tàn, hăm dọa đối với Thiên. Nhưng mà Thiên nào sợ những cái điều đó các bạn. Hai thằng á mới lên tiếng cãi lại: mày nói cái gì? Nó xô mẹ tao té bể đau đầu như vậy là nó đúng hay sai? Thiên mới dòm mặt của hai thằng á: mày nói vậy là ý gì? Ý gì hả? Nó làm mẹ tao té mà nó bỏ, nó không lo. Không lo, không lo mà cõng mẹ mày về tới nhà, không lo mà chạy qua nhà của vợ chồng anh Trà nhờ họ qua giúp, không lo mà chạy qua nhà tao để nhờ tao qua đây giúp việc. Nói với tao là phải kêu thêm người. Nếu như mà thằng Vinh nó không lo đó thì mẹ mày á, hiện tại vẫn nằm ở ngoài đó kìa, chứ không phải ở đây đâu. Thì Thiên phân tích rất là chính xác các bạn, khiến cho hai thằng một con người là chỉ biết là ngang tàn hùng hổ thôi, chứ lý lẽ thì nào có biết, làm cho cả ba mẹ con mà ta nhất thời là câm như hến. Bà Ba Hồng thì giận quá quá liều, cho nên là bà ta mới nói á: thằng Vinh nó bạn mày, mày nói làm sao mà không được? Tụi bay á cũng cùng một loại thôi. Thằng Thanh cũng vậy. Thì khi mà bà nói tới cái câu này á, Thiên mới bước tới dòm bà và nói rằng: thằng ba mẹo, hai đứa bay á chỉ nghe lời từ một phía của mẹ mày, còn sự thật ra làm sao thì vẫn chưa ai biết được. Thì bay không thể quy chụp và nói rằng thằng Vinh vô duyên vô cớ mà nó xô té ngã mẹ mày. Thì sau đó Thiên mới quay mặt lại và dòm bà Ba Hồng, nói như đinh đóng cột một câu: còn thím, về chuyện của thằng Vinh thì chưa rõ ràng, tôi không nói. Nhưng thím đã nhắc tới thằng Thành thì tôi nói cho thím biết. Đừng nói á, đừng nghĩ rằng là bản thân thím nghĩ gì, hai đứa con thím nghĩ gì ở đây tôi không biết. Thím có muốn tôi nói tôi tất cả hay không? Thì khi mà Thiên nói câu đó đó thì bà Ba Hồng cũng sững lại, và ngay cả hai thằng nó cũng ánh mắt nó cũng láo liên các bạn, theo kiểu như là nó đang sợ người ta nói tới cái bí mật của mình. Nhưng mà bà Ba Hồng thì lúc này là bà giận như một cái người điên rồi, giống như một con hổ cái rồi, cho nên là bà hùng hổ lên, bà nói là: tao như thế nào mày nói coi, tao thách mày đó. Được rồi, bà không phải thách, để tôi nói cho bà biết. Sở dĩ á bà và hai đứa con của bà hay dè xỉm và hay thêm mắm dặm muối nói xấu bác Năm Hên, nói xấu gia đình của thằng Thành, là bởi vì thằng con của bà nó thương Út Hiền nhưng mà không được đáp lại, cho nên là nó đem lòng ghen ăn tức ở. Thêm nữa là sau khi con Út Hiền á nó đã là vợ của thằng Thành rồi thì bà lại ra sức nói xấu mẹ chồng. Bà muốn châm ngòi vào đó giữa mẹ chồng và con dâu, nảy sinh mâu thuẫn, và sau đó bà mới dè xỉm bà nói với con Út Hiền á là phải bỏ thằng Thành. Nhưng mà con Út Hiền nó đâu phải là điên, chẳng những nó không bỏ thằng Thành mà vợ chồng nó còn yêu thương nhau thấm thiết nữa. Thì làm cho mẹ con bà vô cùng tức giận,
Và với cái đầu óc của mẹ con bà đó là chỉ biết được cái chuyện là ăn không được phá cho hôi thôi. Cho nên mới đi đầu làng cuối xóm nói xấu gia đình của bác Năm Hên, nói xấu bác Năm Hên. Tôi nói có đúng hay không? Mày không có, tụi tao không có. Thì cái lời trách tội của Thiên không phải là bà con hàng xóm ở đây người ta không biết các bạn, người ta biết cái điều đó, nhưng không ai trực tiếp nói ra như Thiên thôi. Bị nói trúng tim đen, cho nên là mẹ con bà ta mặc dù rất là ngại, rất là mắc xấu hổ, nhưng mà mới cố ý là đánh theo một cái hướng khác đó, thì mới quay sang kiếm chuyện với Thiên và lại tiếp tục nói về cái vấn đề của Vinh. Sau đó hai thằng và ba mẹ mới nói ra những cái lời như là xúc phạm và nói rằng là sẽ đánh bể đầu Vinh. Lúc này Thiên mới chỉ mặt hai người đó và nói: tao nói cho tụi bay biết, còn nói lý lẽ là vì tao nể chú Ba, tao nể chú Ba Sửu, tao nể chú Tư Mộc, tao nể thím Ba Lành. Chứ còn ngang tàn như tụi bay mà hở ra rồi đánh đấm đấm á, đứa nào đụng tới bạn tao, tao bánh bể đầu thằng đó. Thì sau khi mà nghe Thiên phản bác lại như vậy, như đinh đóng cột như vậy, thì hai thằng xấu hổ quá, cho nên là cậu ta mới đánh liều và nói rằng: tao đánh đó, mày làm gì tao? Thì không nói hai lời các bạn, Thiên mới nhào tới và đánh thẳng vào mặt của hai thằng, khiến cho nó té ngã ra phía sau. Nhưng mà lúc đó ba mẹo nó cũng nhào tới và đá đạp Thiên té sang một bên. Đồng thời lúc đó thì súng lại, hai anh em mới dí đánh Thiên. Nếu mà một chọi một á thì chắc hẳn rằng Thiên sẽ cho từng thằng bầm dập. Nhưng mà lúc này á, hai anh em cùng đánh với Thiên, và thêm vào đó là có thím Ba Lành, chú Tư Mộc đang nhảy vào can. Thì bà Ba Hồng lại cầm cái cây và muốn đánh Thiên. Chú Ba Sửu, chồng của bà Ba Hồng, từ sau bếp nghe ồn ào cũng chạy lên can. Thì nhưng mà những người này á, thì ba người can, gồm có chú Ba Sửu can nè, chú Tư Mộc can và thím Ba Lành can. Còn bà Ba Hồng thì cùng với hai đứa con của mình xăm tới cầm cây để mà đánh Thiên. Vốn dĩ á, nếu mà bình thường ở bên ngoài chưa chắc gì mà Thiên lại là yếu thế như vậy. Nhưng mà do ở trong nhà nó chật hẹp, và thêm vào đó đó thì Thiên luôn có một trong đầu luôn nể nang người lớn. Và lúc này là thấy á, phía trước mình là có chú Ba Sửu, chú Tư Mộc và thím Ba Lành, họ đứng họ can. Thiên không dám vọng động, sẽ sợ là sẽ đánh trúng họ. Nhưng ngược lại, bà Ba Hồng và kể cả hai đứa con của mình, hai thằng và ba mẹo, nó không cần biết những cái chuyện đó. Mặc dù trong đó cũng có cha ruột của nó, nó vẫn xô ra, xô mọi người ra, khiến cho Thiên sợ mọi người phải đỡ lấy mọi người, và vô tình bị hai thằng đánh một cái là văng vào trong vách. Giờ nó mới nhào tới, nhưng mà Thiên cũng rất là nhanh nhẹn và đánh một tay, đánh thẳng vào mặt của hai thằng cho nó văng ra bên ngoài. Nhưng chỉ có hai tay mà lại sợ chúng người này chúng người kia nữa, cho nên là bị ba mẹo đánh một cái té gặt cho phía sau, sát vào trong vách. Thì lúc đó Thiên sau khi mà té thì mới bị là thăng và ba mẹo nhào lên người đè xuống. Với sức lực của hai người mà đè với Thiên đang té không có thế, bởi vậy là không dùng giải được, cho nên anh chỉ còn cách là lấy tay để mà che chắn cái mặt của mình, đánh bằng tay. Rồi sau đó hai anh em đã tiếp tục xô những người già ra, và đứng hai thằng mới đứng dậy và định lấy một cái cây để đánh vào người của Thiên. Thì lúc này á, cả ba người lớn không ai có thể can được các bạn. Thì nghe tiếng bóp 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 khiến cho ai nấy cũng đều lo sợ. Nhưng lúc này thì cái người bị đánh không phải là Thiên mà lại là ba mẹo và hai thằng. Thiên sau khi mà cảm giác là trên người mình không còn bị đè nữa, Thiên mới bật ngồi dậy. Thì trước mặt Thiên là một cái bóng lưng quen thuộc, không ai khác, đó chính là Thành. Thì lúc nãy những người hàng xóm người ta đứng bên ngoài, người ta khi mà nghe qua có chuyện đó, người ta mới lật đật, người ta biết các bạn. Người ta biết là thế nào anh em cũng có hai thằng và ba mẹo cũng hợp sức với nhau và kiếm chuyện Thiên. Cho nên là mọi người mới chạy qua bên kia cho Thành hay.
Thì Thành hay được cái việc đó, lật đật chạy qua. Thì may mắn trong cái lúc mà Thành qua tới đó, mắt thấy là ba mẹo đang giương cây và định đánh Thiên. Thành biết rằng bạn của mình không vô duyên vô cớ mà gây sự các bạn, phải có cái chuyện gì đó. Nhưng bất kể là như thế nào, sự việc gì nó đang diễn ra mà mắt thấy người bạn thân thiết của mình sắp bị đánh thì anh cũng nhào tới. Bình thường hiền lành là vậy, nhưng lúc này anh phải nhào tới để bảo vệ bạn mình. Với sức lực của anh nhào tới và anh, trước đó hai thằng và ba mẹo đã bị Thiên đánh cũng bầm dập rồi. Lúc này Thành mới nhào tới và đánh văng hai người đó ra, giải thoát cho bạn mình. Thiên mới định nhào tới nữa thì Thành đã can lại. Đừng Thiên, ở đây còn có người lớn, để từ từ chúng ta tính. Thì hai thằng và ba mẹo lần nữa là lại nhào tới, nhưng cũng bị Thành đạp cho mỗi đứa một đạp rồi té bật ra, ngồi dậy không nổi. Thì lúc đó ba Hồng mới la lên, nhảy đông đóng lên và nói rằng là bà con hàng xóm ơi, thằng Thiên, thằng Thành nó giết hai đứa con tôi, nó giết hai đứa con tôi, bớ bà con làng xóm ơi. Thì lúc đó ông chú Ba Sửu là không dằn được và tán vào mặt của bà liên tiếp hai ba cái tát, và ông định đánh nữa. Nhưng sau hai ba cái tát đó thì lại có một bàn tay nắm lấy cái tay của chú Ba Sửu để ngăn chú Ba Sửu lại. Và người đó lại chính là ông Mười Đất. Do khi nãy hàng xóm có người chạy về cho Thành hay, cũng có người chạy qua cho ông Mười Đất hay, bởi vì ông Mười Đất là cái người có cái uy tín nhất ở trong cái làng xóm này, cho nên là phải nhờ ông qua thì mới có thể ngăn chặn được những cái việc này. Và thật sự như vậy, khi mà ông Mười Đất tới thì ông không thèm dòm mặt hai anh em của hai thằng và ba mẹo, và cũng không thèm dòm mặt mà ba Hồng. Ông chỉ dòm mặt chú Ba Sửu, thôi để bày chuyện á, đến đây thì cũng đủ rồi, dừng lại đi, đừng có để cho bà con hàng xóm người ta chơi cười thêm. Thì nói xong ông cũng giao giải tán mọi người và dắt Thiên và Thành trở về. Chú Ba Sửu thì lúc này chỉ dòm vợ và hai đứa con lắc đầu và không hề nói gì cả, ông mới đi vào bên trong. Thì sau cái sự việc của sáng sớm hôm đó thì ông Mười cùng với chú Tư Mộc và Thiên và Thành mới đi qua hỏi Vinh cái vấn đề là xảy ra việc gì. Thì lúc này mắt thấy là cái sự tình nó đã rất là căng thẳng, cho nên là Vinh phải nói ra là mình muốn cứu chứ không phải là mình muốn hại thím bà Hồng. Có điều anh chỉ nói như vậy thôi, và hỏi là cái hình ảnh anh gặp là ai thì anh không nói, cãi miệng hay là làm cái gì anh cũng không nói chứ. Thì những người nghe, có người sẽ suy đoán rằng là có khi nào Vinh dòm thấy vong hồn của bà Năm Hên, vì bà Năm Hên muốn về bắt mạng của bà Hồng, và Vinh nhìn thấy cái điều đó cho nên là không muốn kể ra các bạn, sợ sẽ ảnh hưởng đến bà Năm Hên. Tại vì đối với Vinh, bà Năm Hên cũng như là mẹ của mình đó, thì tạm thời mọi chuyện sẽ lắng xuống ở đó. Nhưng chỉ được một ngày đó thôi, và qua hai ngày sau thì hai thằng và ba mẹo lúc giữa đêm đang ở trong đồng để mà làm cái công việc thường ngày là giăng lưới cá, và một trong hai anh em đã gặp một sự cố, và cái sự cố này nó kinh hoàng đến nỗi ai nghe nấy cũng đều rùng rợn và không biết là số phận của một trong hai anh em sẽ như thế nào. Bảo xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào tập tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ thì Bảo xin chào và hẹn gặp lại.